Alo, hôm nay xin chào mọi người, mình đang ở cái vườn lan hoa. Thì có anh Bình ở đây, thì ảnh cũng có trồng lan hoa. Thì ảnh sẽ có cái cách phân biệt là giống lan hoa là nó sẽ như thế nào. Thì anh Bình, anh cho có thể cho mọi người biết là cái giống lan hoa, cái cách phân biệt nó có đặc cái hình dạng, cái đặc tính nó như thế nào để mình dễ phân biệt nó. Về cái, trước tiên về cái ngoại hình. Bây giờ cái giống lan hoa mà nếu như mà mình trồng trong vườn đó, là nó thường thường là nó như cái cây này đây. Thứ nhất đó là cái da cái màu này và nó hơi móp. Dạ, đây là móp. Hơi móp, móp nhiều cạnh, nó vuông luôn. Mà lan hoa này á là giống 90952. Dạ. Lá lớn mà nó có cái màu một xanh đậm. Mà nếu như cái vườn mà mình bà con mình trồng mà cái lúc còn nhỏ là mình thấy nó xanh, mà nó xanh bóng. Yeah. Giống như bồi mỡ, nếu mà trời nắng nắng là mình thấy nó chớp chớp, nó xanh bóng như vậy. Thì đây là cái đường lan hoa, là cái đường 90952 này. Có nghĩa về cái thân thì nó sẽ bị móp và cái màu của nó có đặc trưng là màu này ha, giống như màu da bò đúng không? Đúng rồi. Dạ. Và đó, cái địa y thì nó chắc cái địa y thì cũng cái nào chắc cũng giống nhau, không phân biệt. Thì nhưng mà cũng có đôi cây nó tròn, mà nó cứ tròn chỗ này thì nó móp chỗ kia. Thì cái lá lan hoa nó khác biệt gì so với cái lá của các giống bình thường không anh? Thì nó có khác hơn. Dạ. Nó lớn như là nó có màu xanh đậm. Dạ, xanh đậm. Chứ lại em thấy là nó sẽ có cái xoăng. Nó có cái xoăng. Cái xoăng ở cái rìa lá. Còn những cái giống như là Đô 4 hoặc BB260 thì nó không có đặc tính là xoăng ở rìa lá giống như là cái giống lan hoa như thế này. Cái giống này thì trong quá trình cái phân tàn nó sao nhỉ? Nó cũng bình thường, nó cứ lên rồi nó cũng xuông xuông vậy đó. Dạ. Ví dụ như khi còn nhỏ mà người ta không cứ để tàn thì nó tự nhiên rồi nó lên, nó phân cành rồi nó lên, còn những cái cành thấp ở sau này nó tự hủy. Cái phân tàn thì nó cũng hơi hơi giống BB260, có nghĩa là nó xuông xuông. Dạ, nó xuông. Nhưng mà cái lá của nó thì nó to hơn. Lá nó xanh và nó xanh bóng hơn và to hơn. Mùa nắng thì tới khi cái thời kỳ thay lá rồi nó cũng cho bông trái, nó giống như BB260 á. Dạ. Nó cũng nhiều bông trái lắm á. Còn cái này, cái đặc tính về cái mũ của nó năm đầu năm 2 sau khi khai thác thì nó như thế nào? Như người ta cạo truyền thống là năm đầu năm 2 thì cái lượng mũ nó vừa thấp độ mà nó cũng ít. Dạ. Thì độ nó cỡ từ 26 tới 28 thôi, nhưng mà nó đặc biệt là cạo D2. Dạ. D2 thì nó mới cho mũ nhiều, chứ đi D3 thì cái lát mà mình cắt sau tới D3 thì nó ít mũ. Dạ. Cho nên là người ta họ cạo D2 thì đã đạt hơn. Nhưng mà sau 2 năm cũng như cái vườn mà mình xem một cái vườn ở chỗ núi Vinh đó, của anh Lộc Thế Đức Linh đó. Dạ. Thì năm thứ 3 thì là nó lại cho đạt mũ. Rồi độ nó cũng tăng lên cỡ 37, 38. Nghĩa tăng đột biến cỡ gần cả 10 độ. Dạ, sản lượng nó cũng tăng theo luôn, tăng đột biến theo luôn. Thì năm thứ 3 bắt đầu trở lên đó thì là cây như chắc người ta cạo vài năm rồi, nó dài vỏ sao, rồi nó lớn như sao. Thì nó có tuổi rồi nó mới cho gì. Chứ còn thường thường cái giống này mà bà con đang trồng đang kêu trời đây. Hay là cạo không hiệu quả đây. Thì chẳng qua mấy năm đầu thôi, chứ còn theo mình nghĩ chắc mấy năm sau thì nó cũng đạt chứ không biết nào. Hồi xưa năm 2012, 2013 người ta gọi giống này là siêu mẫu ha. Đúng rồi. Thì cái chiến lược mà những cái nhà mà họ cho ra những cái công ty miền Nam, của công ty cao su miền Nam là nó tính, nó cho cái giống lan hoa này là năm 2010 tới năm 2015 là khuyến báo cáo bà con là trồng cái giống là giống chủ lực. Dạ. Trong cái bản là khuyến nghị. Rồi tới năm 2015 tới năm 2020 thì nó là khuyến cáo là nên trồng sống 209. Thì cứ 5 năm là nó thay đổi. Dạ, 209 thì sau này cũng gọi là giống siêu mũ. Vậy đó. Mỗi giai đoạn là có cái siêu mũ là một cái giống khác nhau. Nên đôi khi người ta cứ giống siêu mũ mà đôi khi là không biết là trồng năm nào thì cũng hay hiểu lầm về cái giống. Thì còn cái vấn đề mà gãy đổ thì cây này như thế nào? Này gãy đổ thì mình thấy nó cũng giống như bình thường mấy cây khác thôi, thấy nó cũng vững vàng giống như
cây viên 4 hay là cây BB260. Cây BB260 thì người ta mắc cứng hơn, nhưng mà còn chống gãy đổ. Nhưng mà mình thấy trong vườn, cái vùng đất linh tấm linh này á, thì cái giống lai hoa nó giống như cái sự chống chọi của nó, thì gió bão rồi đó, thì mà ở đây biết bão dạ gió rồi, mà mình thấy nó cũng ngay ngay như cái giống 14 kia. Dạ. Còn về cái kích thước của cây phát triển thì nó to hơn BB260 mà. To hơn. Yeah. Nó nhanh hơn. Nói chung nó nhanh hơn cả RIV4 và cả BB260. Trồng nó nhanh mà nó suông nó đẹp hơn. Dạ. Yeah. Chắc là cây này sau này nó cho gỗ chắc đạt hơn. Nhưng nhìn giờ thấy cây nào cũng to hết, vườn này chắc 8 năm nè. Vườn này có khả năng nó trồng năm 2012. Dạ. Cái vườn này là trồng tới năm 2012. Cây khá là to, quanh 60 hết rồi. Cái này chưa cạo mà. Đó, xin chào mọi người, thì về cái phân biệt cái giống là hoa tới đây là kết thúc. Cảm ơn anh Bình đã chia sẻ kinh nghiệm để phân biệt cái giống này.